bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sawa và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin thú vị có trong ngày. Trong hơn một năm qua, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thăng tiến nhanh chóng giúp cô trở thành tiểu hoa triển vọng của showbiz. Nhưng không khó để nhận ra rằng hướng đi của Triệu Lộ Tư hiện tại rất giống Địch Lệ Nhiệt Ba trước đây, khiến nhiều người nghi ngờ cô đang bắt chước đàn chị. Và dưới đây là vài điểm tương tự giữa Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba. Thứ nhất, gym nữ chính để nâng bản thân. Khi Trương Ca Hành lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê bai rất nhiều vì không hợp với phim cổ trang, đồng thời diễn xuất của cô cũng gây ra tranh cãi lớn. Khoảng thời điểm đó thì nhân vật của Triệu Lộ Tư lại được khen hết lời dù chỉ là nữ phụ, thậm chí nhiều bài viết còn đánh giá cô cao hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba. Không ít người nghi ngờ Triệu Lộ Tư đã mua bài để dìm Địch Lệ Nhiệt Ba và nâng bản thân mình lên. Nhưng có ai ngờ, chiêu dìm nữ chính để nâng bản thân này từng được Địch Lệ Nhiệt Ba áp dụng vào 6 năm trước khi Người Tình Kim Cương lên sóng. Lúc ấy thì Nhiệt Ba chỉ là nữ phụ làm nền cho Đường Yên. Tuy nhiên khi phim chiếu thì cô bất ngờ được khen hơn đàn chị về mọi mặt, từ hình tượng nhân vật cho đến diễn xuất. Nhờ Người Tình Kim Cương mà sự nghiệp của Nhiệt Ba bước sang trang mới, cô dần trở nên quen mặt với khán giả hơn. Thứ hai, đi theo con đường Hắc Hồng. Hắc Hồng là từ phổ biến ở Trung Quốc, ý chỉ những ngôi sao nổi tiếng nhờ tai tiếng. Có rất nhiều sao Hoa ngữ đi theo con đường này và Nhiệt Ba chính là một ví dụ điển hình. Sau khi trở thành tiểu hoa hot nhất nhì của showbiz nhờ tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng phải rất nhiều scandal như mắc bệnh ngôi sao, chảnh chọe và tai tiếng nhất chính là nghi vấn mua giải Kim Ưng. Trong 2 năm trở lại đây thì Địch Lệ Nhiệt Ba có phần kín tiếng hơn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn vướng phải một số scandal. Và con đường mà Triệu Lộ Tư hiện tại cũng chẳng khác gì Địch Lệ Nhiệt Ba trước đây là mấy. Tai tiếng của Triệu Lộ Tư đến từ những lần trượt tay like bài viết chê tạo hình nữ thần Kim Ưng của Tống Thiến, like bài dìm Ngô Tuyên Nghi và Quốc Tịnh Y. Không chỉ vậy thì Triệu Lộ Tư còn được cho là cọ nhiệt với nhiều sao nữ nổi tiếng khác trong showbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Dược Phi. Chính những điều này khiến cô mang mác trà xanh và bị nhiều người mỉa mai. Thứ ba, tạo tin đồn với các sao nam. Có rất nhiều sao nam từng vướng tin đồn hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi cùng hợp tác như Lộc Hàm, Trần Vĩ Đình, Đặng Luân, Trương Nghệ Hưng và mới đây nhất chính là Hoàng Cảnh Du. Quả thật, những tin đồn hẹn hò khiến nhiệt độ của Địch Lệ Nhiệt Ba tăng cao và nàng tiểu hoa 9X đã thật sự thành công khi sử dụng chiêu này. Những sao nam vướng tin đồn với Triệu Lộ Tư không nhiều như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng họ đều đỉnh lưu thuộc hàng nhất nhì của showbiz. Cách đây không lâu thì Triệu Lộ Tư được cho là đang hẹn hò với Dương Dương khi những hình ảnh thân thiết của hai người tại phim trường Thả Thí Thiên Hạ bị chụp lại. Theo nguồn tin cho biết thì chính Triệu Lộ Tư đã tung tin hẹn hò với Dương Dương ra nhưng cô không thành công như dự kiến vì chẳng mấy ai tin vào điều này. Trước đó thì nữ diễn viên sinh năm 1998 này cũng từng bị lan truyền hình chụp lại bài tỏ tình với Tiêu Chiến trên Weibo, gây xôn xao trên các diễn đàn. Nhưng sau đó thì Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận và cho biết hình ảnh này là Photoshop. Thứ tư, hướng phát triển sự nghiệp của Triệu Lộ Tư giống Địch Lệ Nhiệt Ba. Khi có quá nhiều sự trùng hợp về hướng phát triển sự nghiệp giữa Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba thì người ta không thể không nghi ngờ Triệu Lộ Tư được cho là đang cố gắng để hợp tác với những sao nam từng đóng phim cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác với Ngô Lỗi trong Trường Ca Hành, với Dương Dương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và sắp tới là Cung Tuấn trong Đế Hoàng Thư. Trong khi đó thì Triệu Lộ Tư cũng nên duyên với Ngô Lỗi trong Tinh Hà Sán Lạn, với Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ và có khả năng sẽ hợp tác với Cung Tuấn trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ là phim chuyển thể từ truyện của Cố Mạn. Đáng chú ý hơn thì nguyên tác của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính cũng là của nữ tác giả này. Hiện tại thì Triệu Lộ Tư vẫn chưa lên tiếng xác nhận sẽ đóng vai Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, nhưng rõ ràng việc cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim chuyển thể từ một tác giả đã khiến cô tạo ra rất nhiều tranh cãi. Đối với những điểm tương đồng giữa Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba thì bạn cảm thấy thế nào và hãy đừng quên để lại bình luận bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!